Chào toàn thể gia đình nhà mình nhá. Lâu lâu rồi hôm nay em lại đi hoài tâm giáo buổi tối anh em ạ. Hôm nay ở chỗ em là thời tiết đang oi bức anh em ạ. Thời tiết oi bức thì anh em mà có soi giáo anh em chọn địa điểm là ra khu ngoài đồng nhé, khu gần nước nhé. Bây giờ em đang xoay ở khu bãi cây vải này. Ở đây là cánh đồng. Cùng quanh đây là đồng lúa anh em ạ. Xin mời anh em cùng đi xoay giàn giáo với em này nhá. Anh em xem video thì nhớ cho em xin một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Luân Nguyễn TV nhá. Xin cảm ơn toàn thể anh em. Ui ôi anh em ơi, này anh em nhìn kìa, lại một em rắn to sáng choang luôn. Con này ngủ quá thấp anh em ạ, rắn mẩy thế, người chắc lịch anh em ạ. Đây là em này em giáo giáo được anh em ạ. Người mẩy thế, rắn chắc luôn. Béo. Cầm thích thật. Anh em ơi. Trên kia lại thấy một con rắn giáo ngủ ở đỉnh ngọn cây rồi anh em ạ. Con này em phải dùng đến kẹp rồi. Mãi đỉnh ngọn cây cao cơ. Kẹp rút hết mức rồi, không biết có tới đâu không anh em ạ, ngủ khá cao. Đây em dùng kẹp 6 rút nhé. Vẫn không tới anh em ạ, vẫn phải trèo lên một đoạn cây rồi. Cào thế. Vẫn phải trèo lên tầm rồi. Phép nữa anh em ạ. Đây anh em ơi. Đã tới anh sẽ kẹp nó nha. Đã ăn hàng. Mắc dây rồi. Phải trèo lên mắt thôi anh em ạ. Anh em ơi. Mắc cành cây. Đây là phải bỏ ra để mới trèo lên bắt nó được anh em ạ. Ôi dồi. Anh em ơi. Tiếp tục lại em nữa này. Ôi dồi. Em này mẩy không? Đây. Đúng rồi. May quá. Tiện kẹp luôn anh em ạ. Này là hai em ngủ gần nhau luôn. Ôi. Đây còn nữa này anh em ơi. Đây còn nữa này. Quá đã luôn. Lại gặp một bãi trúng nữa rồi anh em ạ.
từ em sẽ kẹp em này trước anh em ạ. Anh em nhìn em kẹp rất đơn giản, nhẹ nhàng. Đã được hai em. Và tiếp tục kẹp em nữa em anh em ạ. May quá ba em ngủ gần nhau luôn, đỡ phải thu kẹp lại. Đây. Đây này anh em ơi. Anh em nhìn này. Hôm nay kẹp quá là phê. Đây. Cực kỳ là thích anh em ạ. Một cái góc này thế nào ạ? Ba con. Đây rồi anh em ơi. Đây này, ngủ một đống đây này anh em ơi. Béo mũ mục luôn. Anh em thấy không? Bây giờ em sẽ tiến hành em kẹp nó anh em ạ. Đây em đã dùng đến kẹp đây. Phải rút ra rồi. Con này ngủ sáng quá anh em ạ. Em dùng sào rút này thì bình thường em sẽ kẹp lại, thu lại cho nó gọn anh em ạ. Để đi xe máy cho nó tiện. Con này thì chỉ rút một lắc lên là kẹp thôi anh em ạ. Anh em nhìn ngon không? Đọc lắm. Đã ăn hàng. Đã ăn được. Béo thế nhậu, con này béo thật. Nhìn sáng bóng anh em ạ. Đồng em giáo nói chung là sáng bóng, nhìn thì đẹp mê ly anh em ạ. Ôi, đây con nữa này anh em ơi. Này, anh em nhìn nào. Đấy. Nhưng con này nhỏ thôi. Con này nhỏ. Để cho to anh em ạ. Hôm nay ôi trời lên cũng cái này là cũng mạnh đấy anh em ạ. Con to này vừa mới bắt được xong, nhìn ra thấy đây còn chưa kịp vứt vào túi đây. Xem quanh quẩn có nào. Ôi. Anh em nhìn này. Tiếp tục. Ôi giời.
nhiều thế. Này, tuyến em dẫn nhỏ thôi, không bắt, để cho to. Ở đây còn nữa này, chúng ổ anh em ạ, chúng ổ con giáo, ngủ nhiều kinh khủng. Góc này sao lên nay lên mạnh thế không biết được. Học con to thì phải hay không? Tiền là hàng nhỏ. Ô, đây mày mày đây các bạn. Em này chả mấy. Em này là bắt được anh em ạ. Đây. Nhưng mà em này thì lột xác à, người không bóng như em đang cầm rồi được. Đây. Ui giời, này anh em này, dày thế. Còn em nào không vô luôn một thế nào. Quá là kích thích anh em, ham lắm. Cứ đi soi mà gặp bạt như này thì soi quên về luôn. Anh em nhìn kìa, to mẩy lắm, sáng bóng. Đây. Sâu không biết. Con này ngủ ngay sườn thấp anh em ạ, nên việc bắt rất là đơn giản, không phải dùng đến chặt. Anh em đi soi thì anh em lưu ý nhé, tại bây giờ đang mùa nắng nóng ấy, nên rắn sẽ ra hai khu ra sườn ngoài đồng anh em ạ. Sườn ngoài đồng và có bằng mương sườn nước à, đây mương này, đây có em rắn hoa cỏ anh em ơi. À, anh em đi soi như thế thì tỷ lệ sẽ được hàng cao hơn ở trên mấy cái đồi cao anh em ạ, tại đang ẩm à, đang nắng nóng, rắn nên tìm những nơi ẩm ướt và ngoài đồng có nhiều mối ăn hơn mà. Đằng xa góc bên kia lại thấy một em nữa rồi anh em ơi. Nhưng mà em này phải dùng đến kẹp thần thánh rồi anh em ạ. Đang ngủ ở cây chĩa ra ngoài bờ suối. Nay gặp muốn rắn tiền rắn lột sáng bóng rồi anh em. Tí thì thủ thủ mương. Đây. Đấy. Em phải kẹp anh em, tiến hành kẹp nó thôi. Khơi kẹp.
Một lốc đã được rút ra anh em ạ. Tiếp tục rút lốc thứ hai. Tiến hành kẹp nó anh em nhá. Con rắn bị kẹp đau cắn lắm anh em ạ. Bạn đâu cắn đấy. Đấy, cắn liên tục. Con này mà không có kẹp bắt rất khó anh em, nó sẽ chạy vào trong ngay búi tại bên dưới là cái ao này. Nên tỷ lệ mất hàng rất là cao. Nhưng mà với cái kẹp này thì bắt rất là dễ anh em ạ. Tiếp tục cuộc hành trình. Vừa thả em này kia đã thấy một em nữa rồi anh em ơi. Ra xem có vô hay phải kẹp. À, con này đang ngủ trong bụi anh em ạ. Bụi cây tre chặt khô lên lẫn. Đây. Ủa. Con này cũng mới lột sáng bóng. À, con này thì ra vô rồi anh em ơi. Đó, sườn nó cao. Ui. Đẹp thế. Nhờ. Rất nhẹ nhàng thôi. Không làm gì phải mạnh cả. Bắt em rắn thì quá là đơn giản. Đây anh em nhìn cái địa bàn thì đẹp không? Đây là búi tre ngoài đồng. Trên là đồng ruộng nhá. Còn đây là khu ao bèo mương máng này. Rắn ra đây săn mồi và tối sẽ lên cây ngủ anh em ạ. Anh em lưu ý chọn địa điểm xoay như thế nào. Tỷ lệ ăn hàng cao hơn. Tại vì thời tiết đang rất là nắng nóng. Rắn ráo rồi anh em ơi. Anh em nhìn thấy chưa?